Minecraft Nhưng hôm nay mình sẽ nung cả thế giới Thứ gì mình cũng nung được hết trơn á Khi nung mọi thứ với các lò nung xịn sò Thì mình sẽ có được những công cụ và trang bị siêu vip vip luôn Hôm nay mình sẽ quánh con rồng mềm mì mình luôn rồi sau đó mình sẽ làm món bánh bao nhân thịt rồng Lúc nào cũng vậy, việc đầu tiên cần làm đó chính là anh tiều phu chăm chỉ Lên đề bộ công cụ bằng đá Sẵn là một cái lò nung luôn Nhưng chờ xíu cái đã Ủa anh zombie không chịu được ánh nắng mặt trời hả anh Chạy thì đừng có ra dễ Hai cục thịt thối rửa Chắc anh zombie cả tháng nay không tắm rồi Tới thịt mà còn thúi biểu sao Yes, và chúng ta đã có cái lò nung Nhìn thì có vẻ giống lò nung bình thường phải không nè Nhưng đây là lò nung đến từ Bình Dương á Chà Hãy xem đây Thấy chưa Cái gậy mà mình cũng nung được nữa nè Wow Nung cái gậy ra cái ủng xếp Bây giờ mấy bạn tin cái lò nung này đến từ Bình Dương chưa Chà Bây giờ mình thử nung cái cuốc chim gỗ này coi sao Ừ. Ui, trứng sinh ra con ong. Mình thả nó ra chắc nó không chích mình đâu ha. Ra đi con. U, đẹp quá. Bé ong đâu? Thật ra mình không có ưa gì mấy con ong đâu. Hôm trước chọc nó nó chích sừng cái mặt nghỉ học mấy bữa luôn. Thử nông cục đá cuội coi sao nè. Wow. Nông cục đá cuội ra đá là đúng quy trình bình thường rồi. Còn cục đất này thì sao? ồ uh, một cái nến đối với cái lò nung này thì chỉ có thể cho chúng ta những đồ lặt vặt giá trị thông thường thôi ngay bây giờ mình sẽ nâng cấp lên một lò nung mới bỏ lò nung vô đây nung nó lên luôn ừ uh, chúng ta có một cái lò nung khác màu đỏ để thử nung cái hạt lúa mì này coi sao Ôi, nằm cái nút gỗ. Chưa gì hết thấy khởi đầu hơi xui rồi đó. Tiếp theo là cây cuốc chim đá. Cho cái nút gỗ nữa là tao đập luôn á. À. Ui, một cây cúp nóng. Nhìn kỹ thấy nó nóng thiệt, đào thử coi. Wow. Wow, cũng tương đối nhanh à nha. Ủa rồi ngoài việc đào nhanh hơn chút còn có tác dụng gì nữa không ta? Thôi để đó tính sao. Mình nung cái chòi cây sòi này coi có cái gì không nè Wow Một cái cây gì đó màu đen Để trồng nó ra đây coi thử cha Úi úi Wow Một cái cây khổng lồ với những khối đến từ địa ngục Không biết trong đây có cái gì ha Ít 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 Trời ơi chưa về hết thấy mấy cái này cũng được à nha Đá ba gian đồ Wow Úi, một cái rương Chắc là ở trong đó có đầu ne thờ rai này kia rồi Cây đến từ địa ngục mà Cha Ủa, alo Mấy cái này ở trên đất liền mình cũng có mà ta Thôi kệ, cảm ơn nha Hết thèm là mình mừng hộp u bông quá trời luôn, đẹp quá Để nung thử cái hoa anh túc này coi sao Ui, bê tông là một cây kiếm đá chỉ có một số vật phẩm nhất định khi nung sẽ cho ra vật phẩm đặc biệt còn ngoài ra những vật phẩm khác sẽ cho ngẫu nhiên những thứ linh tinh và cây kiếm đá là một trong những vật phẩm đặc biệt đó để coi cho cái gì có đúng quảng cáo không Ồ, đúng rồi đúng rồi một cây kiếm nóng lít chuột phải để bắn một quả cầu lửa Công nhận chỉ có người Bình Dương mới biết xài đồ Bình Dương thôi Bất ổn thật sự luôn Xí lợm, Thông tin tới những bạn nào tập tạ Là trong một quả trứng này có khoảng 6 gam protein đó Tuy nhiên ăn nhiều trứng quá cũng không tốt đâu vì trong lòng đỏ trứng có nhiều cholesterol Anh nói đúng không gà? Tưởng mày kêu hông một cái là đầu thai liền luôn đó! Vậy thôi anh tìm bé gà khác! cha u uh, Một cục thịt gà! Hello bé heo! u uh, Có món heo quay ăn rồi! gì yeah, yeah. Quá tiện lợi luôn! Cây kiếm này được việc chứ bộ! Ăn vô liền đói bụng lắm rồi! còn bây giờ là gà quay wow. ui dân làng thân yêu trời ơi chăn nuôi phát triển dữ ta mấy đứa ơi từ sáng giờ có được cho ăn chưa vậy ồ oh, tội nghiệp quá ha nuôi mà bỏ đói tụi nó thì sao tụi nó có sức mà giao phối thôi chờ xíu anh lấy đồ ăn cho nè bia bia chấm lớn nha Trời ơi tụi nó happy quá trời luôn kìa úi úi Trời ơi trời ơi Mới ăn vô mà da phối đẻ luôn rồi Cái gì lẹ dữ vậy trời Mình mà có bày bò này nuôi ở ngoài đời Thật chắc mau giàu lắm ha Nhưng anh nói cho một bí mật á Là ăn ít ít thôi Chậm lớn một chút Chứ mau lớn quá mấy bác dân làng ăn thịt đó Thôi anh đi nha Ôi, mình quên, mình cần một cái kiện rơm Bỏ vô cái lò nung lên Yeah yeah Hình như là một cái bánh sandwich làm từ lúa mì Để mình ăn thử Nhâm 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 Ui, ngon, ngon Cứ một lúa mì là được 5 cái bánh cũng nhiều quá ha Wow Hello Chào bác Ăn bánh sandwich không? Làm từ lúa mì ngon lắm đó Không ăn thôi Cảm ơn Đã thất nghiệp không có việc làm Người ta cho đồ ăn mà bị đặt chảnh Mình sẽ tiến hành nâng cấp nó lên một tầm cao mới Wow uh, Một cái lò nung màu vàng Cấp độ 2 Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những vật phẩm Có thể nung trong lò nung cấp độ 2 này Wow Ây da Hello anh trai Tầm này ai bắn tên nữa người ta bắn quá cầu lửa hết rồi. Không có đụng vô cọng lông chân của em được đâu mà cố gắng. Ăn bánh sandwich vô liền. Hôm nay mình sẽ cần khá nhiều than. U chào anh Ripper, đi tắm suối cho người bớt nóng tánh hả anh? Muộn rồi. U sắt đây, sắt đây. Ít 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 ít. Ui thì ra cây cúp này của mình còn có khả năng nung quặng nữa Vậy thì quá tiện lợi rồi <laughs> Ui da, gặp dân chơi hoài ta Nóng không anh? Tuổi trẻ chưa trải sự đời Ôi, cái con dê này nó ngủ thấy ghét vậy ta Ủa mình nằm bình thường mình ngủ không được hay sao á Phải cắm đầu vậy tạo nét hay gì Và từ đó chúng ta không còn thấy bé dơi ngủ chỏng đầu xuống đất nữa Làm full một bộ giáp sắt Sau đó bỏ vô lò nung siêu cấp đến từ Bình Dương Tên 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 Một cái nón giáp nóng chảy Nhìn nó giống cái nón giáp của các chiến binh La Mã mấy bạn ha Về yeah, yeah bạn có thấy nhan sắc của mình thăng hạng không? Hương thơm bay ngào ngạt luôn nè Tuy các chỉ số trên bộ giáp không có gì thay đổi so với bộ giáp sắt Nhưng nó cho mình hiệu ứng kháng lửa không thời hạn Tới công chuyện với mấy anh quỷ lửa luôn rồi Bây giờ mình sẽ làm một cây rìu sắt Bỏ vô lò không? Chúng ta có một cây búa lửa Nhìn sao giống cây kem trong xu thị vậy ta Ồ uh, Hello anh bộ xương Chà! Wow Cơ thể mình phát ra một chùm lửa có sát thương cực mạnh Trời ơi Trong bán kính 5 mét không sinh vật nào sống nổi Mạnh vậy rồi ai chơi trời Đi ra xa nơi Giữ khoảng cách Dịch bệnh nguy hiểm Lì nè Ta đã cảnh báo rồi Xin chào các dân chơi Trời ơi đầu thai chung vui quá ha Còn thanh niên này ỉ dưới nước không sợ cháy đúng không này của người ta là lửa thần đó Ôi ôi Kim cương kim cương Xí lụm xí lụm Ôi Cây cúp này không đào được kim cương Vậy thôi Xài hàng nội địa Ít 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 Wow Một khu mỏ bỏ hoang Cho xin ít sợi chỉ làm cây cung cái nha Ôi ối đi xa Sợ nhện lắm Leo nè Leo nè Anh nói giỡn thôi mà tụi bay tưởng anh sợ nhện thiệt hả Đó là lúc anh chưa có cây búa này thôi Còn bây giờ tụi bay tới công chuyện với anh nè ra đây đi anh làm nhện nướng một lần luôn Tuổi <laughs> gì Úi 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 Cũng ráng chích mình cái cho bằng được à <laughs> U uh, Hello Đủ đồ chơi cần thiết rồi Lên mặt đất thôi Ôi chắc chưa lên được rồi <laughs> Nếu bây giờ mình lấy cái cục kim cương này Thầy sẽ nói là Tham lam Còn nếu không lấy thì Ngu rút Vậy thôi thà tham lam còn hơn ngu dớp <laughs> Chà Ôi không hẹn mà gặp Được 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 Chờ anh chi xíu nha Làm một cây cung Nấu nó lên ten ừ. Tên 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 Một cây cung cái gì đó lửa Mình không biết <laughs> Nhìn cũng khá uy tín đó Ý Chà ư uh, bắn không cần tên luôn wow. chúng ta tiến vào giải cứu con tin thôi hello ủa sao không có ai hết vậy không lẽ mấy anh cướp chơi chiến thực giường không nhà trống ta anh golem ơi anh golem ui ui trời ơi bị phát hiện rồi cha ui wow cái cục của mình có khả năng bắn một lúc ba mũi tên và gây cháy ui còn bắn liên tục nữa rồi rồi Đừng lo anh Golem ơi Em sẽ cứu anh ra khỏi cái tù này Chưa vừa không anh Chắc không vừa rồi Ai biểu tập tạ chi cho nó bự Rồi ra đi anh ơi Còn thanh niên này nữa muốn khỏe đúng không Cha 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 Trời ơi mấy cái nỏ cùi bắp muối trên mạng Sao so được với cây cung này Anh đốt nhà tụi bay luôn Lèo lèo Ui ui sao tụi nó bắt được nhiều golem vậy Bình thường nhớ mấy anh golem này ở làng hậu báo lắm mà ta Ra anh ơi Đi thẳng 500m rồi quẹo phải Anh sẽ tìm thấy đường về nhà Còn đi lạc thì ráng chịu nha <laughs> cha, cha 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 Phóng quả đốt căn cứ luôn Ôi Hello <laughs> Mình đốt cỡ này chắc xe cứu quả tới không kịp đâu mấy bạn ha Còn bây giờ chúng ta sẽ làm một cái xô nước Chà, đem theo đi học có khác thì lấy ra uống nói chứ để đổ xuống dưới đây và chúng ta có hát diện thạch là một cây cúp kim cương ít 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 hôm nay chúng ta chỉ cần một cục là đủ nói thiệt luôn đó và đây một cánh cổng địa ngục đen trái nhìn nó giống một cái bánh mới ra lò ha ấy cha với cái bánh mới ra lò này mình có thể tạo cánh cổng địa ngục ở bất kỳ đâu thật tiện lợi phải không nè được rồi đi thôi nhưng mà cánh cổng này cũng chóng mặt giống mấy cánh cổng kia vậy đó <laughs> hello địa ngục uh, hình như đây là địa bàn của mấy anh enderman hello nó thấy mình đi được trên lava nó rén luôn rồi mấy bạn ơi lần đầu tiên thấy đúng không là do anh mặc bộ đồ này đó y như mà cho anh hỏi câu tế nhị nha mình hớt tóc ở trên rồi sao hai bên mình không cạo luôn đi để nhìn giống cây chổi quá vậy nó kêu đây là sờ tay mới Thôi anh té Sợ thời trang của mấy đứa quá à Hello Cha 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 Úi trời ơi Sao cái cung này của mình bắn trúng anh Enderman vậy Bình thường anh né nhanh lắm mà ta Cha 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 Wow Bảy ngọc Ender luôn Hello anh Wow Lần này thì một đống luôn Cái cung này ảo diệu thiệt Bây giờ chúng ta tiến hành đi tìm mấy anh quỷ lửa thôi Dầm ba cái con nhảy nhép này định cản đường ai Búa thần Ù, Xin chào anh Lại rủ chơi bóng chuyền hả Trời ơi Dữ à Dữ à Chơi gì tầm này Lèo lèo Ù, Kinh nghiệm Úi Cái gì đây Nước mắt hả? Đúng rồi 25 giọt nước mắt Lớn rồi chơi thua mà khóc Bỏ nước mắt vô đây nướng lên luôn Về yeah, về yeah. một con bạch tuộc hả ta? Nhìn kỹ giống bột xương quá vậy cà cha, Úi Úi Cú Mina Trời ơi con gà rách nó bù vô đầu của mình Cú Mina. Ủa mà nó có làm gì mình đâu ta Chắc là nó hâm mộ đồ đẹp trai của mình rồi nó bu theo chứ có gì đâu Nhưng mà thôi đi xuống đi nhìn thấy ghê quá à <laughs> Đi xuống đi Ngon cỏ ven đường không với được mây đâu Ồ, Rồi rồi Tới công chuyện Thôi ở trên đó chơi cũng được nha con Không cần phải xuống đâu Thì ra con Grab bu trên đầu mình Giúp cho mình bay lượng giống y như nó vậy đó Công nhận sự kết hợp của hai tụi mình hợp lý ghê ha Ta cũng đẹp mà con cũng đẹp <laughs> u uh, đây rồi Thông báo cho mấy anh một tin buồn là bộ đồ của em chống lửa Đó 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 Ăn thua gì đâu mà thổi Chà. <laughs> wow nhiều que dữ Trời ơi trời Tưởng hai ba que là cùng ai ngờ 28 que luôn Thôi đủ rồi anh ơi em không muốn sát xanh đâu Em nói giỡn đó cái này anh trái anh tự chết nha. Cha! Quá tiện lợi luôn. Ù tự nhiên thả mình hoài biển luôn trời. Thôi không sao, phong cảnh ở đây cũng hữu tình. Trước khi đi quánh rồng mình sẽ tiến hành nâng cấp cái lò nung thêm một lần nữa. Bỏ vô đây, chờ một chút. Uh, một cái lò nung bằng kim cương nhìn thôi là biết những thứ nó nung ra sẽ cực kỳ ngon lành rồi bỏ ở đây làm một cây kiếm kim cương nung lên ten ten ten, ten. một cây kiếm mặt trời hả ta nhìn thì có vẻ hơi nhỏ gọn á không biết công năng thế nào cha wow cha ui được quá chứ nhờ thử coi dưới nước có tác dụng không cha Từ nãy giờ ăn sandwich ngán muốn chết luôn Bây giờ kẹp thêm cá tuyết vô thì còn gì bằng Nhâm 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 Trời ơi tự nhiên thấy rồ tì in cá nó chạy trong từng sợi cơ luôn vậy đó <laughs> Thứ mình sẽ nung tiếp theo đó chính là bộ giáp chống lửa này <laughs> Tên 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 Trời ơi nó đẹp và ngầu kìa Giáp và độ bền áo giáp được tăng lên đáng kể Còn có thêm một khả năng gây nổ gì nữa Tiếp tục thôi Wow. Đẹp dữ thần luôn Nhìn mình ngầu như cái bồn cầu vậy đó Chui ui chui ui Cái áo tới tận 16 giáp Cái quần 12 Cộng với giày và nón Giáp mình tăng lên được hai 20 giáp luôn rồi kìa mấy bạn ơi Rồi sao chết ta À chưa hết nó còn có tiệc chiêu gì nữa Để xem Ôi trời ơi trời ơi. Thì ra là khả năng gây nổ và cuối cùng thứ mình muốn nung đó chính là mắt Ender. Bỏ vô nướng lên giòn giòn ăn mấy ngon. Và đây, một con mắt Ender bị bệnh. Chắc vậy rồi chứ sao nó màu đỏ. Bạn nào bị đau mắt rồi chắc biết ha. Để xem nào. Chà. Ui Hướng này Và con mắt vẫn còn trên tay wow. Rồi 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 wow. Trời ơi nó còn thông báo cho mình biết số lóc còn lại nữa kìa Đây rồi Uh, oh, xin chào xin chào Làm thêm ít mát Hú hồn Cất cánh bay lên em ơi Mấy anh Enderman thấy lé mắt luôn Lần đầu tiên thấy garage đúng không nè Giới thiệu cho mấy đứa biết Anh garage này á nhà ở địa ngục Anh rất hay khóc nhẹ Và đặc biệt á là thích chơi bóng chuyền banh lửa Kiểu giống vậy nè Đó đúng rồi Hiểu không Rồi mấy thanh niên ở dưới không biết chơi rồi vui bắp quá nha đó, phải biết chơi banh lửa thì anh Grat mới bù lên cho mình bay như vậy nè Thử cái kiếm mới này coi sao ha Chà. Wow Được à, được à u bốc khói luôn Còn thanh niên nào lưỡi vô nữa không Rén hết rồi mấy bạn ơi Ok, chúng ta tiến hành đi phá trụ thôi Chà. Quá đơn giản Cảm ơn bé Grat nha cứ bu trên đầu anh vậy đi Đừng có thả ra Chứ anh chưa có mua bảo hiểm y tế đó Cây <laughs> cung này có vẻ nhanh hơn Và chính xác hơn Xong Quá đơn giản luôn Trời ơi hôm nay là ngày tàn của mày rồi rồng ơi bay đi đâu cho thoát Làm miếng bánh sandwich vô liền Ui da con rồng này kiếm chuyện hết ta chơi bóng chuyền không nè ui ui khỏe dữ ta không bị cháy hết rồi đúng rồi đúng rồi đậu xuống đây cha 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 trời ơi vậy là mấy quả cầu lửa này không si nhây với bé rồng rồi vô vị trí kiếm mặt trời ui cũng không thấm vào đâu mấy thanh niên này muốn về nhào vô hết luôn đi cha tuổi tôm không chịu xuống đúng không cha 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 búa thần Ui lửa dưới đất sao trúng con rồng được mình quên cái búa này chỉ có khả năng gây sát thương ở dưới mặt đất thôi chơi với anh grass này riết hình như mình bị ngu đi hay sao á búa vô đầu mày nè u con rồng nó cũng đau quá mấy bạn ơi mệt rồi đúng không đậu xuống đi rồng trời ơi trời ơi bắn một lần ba mũi tên con rồng không thể nào né được vào vị trí ôi mày cho anh anh mày à ba trận ha kiếm lửa ui mình sẽ đợi con rồng xuống và sử dụng thanh kiếm mặt trời nướng chính nó luôn đúng rồi hay lắm tự giác như vậy anh mới thương cha 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 lều lều Công nhận bé Grab này được việc ghê á Vậy mà nào giờ mình cứ chữ nó Ủa rồi bây giờ sao gỡ nó xuống ta Nó đâu phải cái nón đâu Ôi rồi chẳng lẽ đi học thêm Đeo cái con này trên đầu luôn trời Kiểu này chắc mình phải đi bác sĩ thôi mấy bạn ơi Chứ đeo con này đi theo Ai dám học chung với mình Thôi mấy anh da đen ơi Gom gom lại đây em tặng quà cho một cái Rồi em đi về nè Để em ăn xong cái bánh sandwich đã Đúng rồi nhào vô gì gì yeah, yeah. thôi quà tặng có hạn anh nào chưa có thì ráng chịu nha mấy bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha ngày mai mà không thấy mình đi học thêm là biết mình nghỉ học rồi đó <laughs>